Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-xu. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy một vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rửa nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Sau đó, Đức Giê-xu lại gọi đám đông tới mà bảo: xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Tinh thần của lề luật. Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong bài 10 căn bệnh làm băng hoại người Công giáo đã lưu ý chúng ta về bệnh chuẩn mực trần tục. Lấy tinh thần não trạng trần tục làm chuẩn mực cho cuộc sống mình. Làm việc Chúa nhưng không theo tinh thần phúc âm mà lại dùng tiêu chuẩn hoàn toàn trần tục để chuẩn định. Trong mọi quốc gia, tổ chức, tôn giáo, giữ luật lệ là việc rất quan trọng. Thế nhưng hôm nay, Đức Giê-xu lại khiển trách những người Pha-ri-sêu và những người Do Thái khác, vốn là những người rất chu toàn lệ luật. Quả thế, họ luôn chú ý giữ những khoản luật nhỏ nhất, nhưng lại chỉ dừng lại ở hành động bên ngoài mà quên mất tinh thần của luật. Ngày nay, nhiều Kitô hữu chúng ta có nguy cơ coi đạo là một mớ lý thuyết phải biết, một số điều phải tin, một số luật phải giữ, một số đòi hỏi phải thực hành. Khi đó, lời luật bị biến thành gánh nặng đè lên vai nhau, chứ không còn là luật yêu thương nhằm tôn vinh Thiên Chúa và bác ái với tha nhân. Tôn giáo bị giản lược thành một nếp sinh hoạt bề ngoài, mục đích của lệ luật là ân sủng giúp con người được sống dồi dào hơn thì không được chú ý tới. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban cho chúng con một quả tim luôn cháy lửa mến Chúa yêu người, để chúng con sống đạo với đúng tinh thần yêu thương như Ngài dạy, thay vì chỉ giữ đạo theo hình thức bên ngoài. Amen.